tin Manila, Philippines. Đài phát thanh chân lý Á Châu kết thúc chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn. Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2018, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Philippines đã có cuộc gặp gỡ để đánh dấu việc kết thúc chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn, vốn đã được đài thực hiện từ 49 năm qua với các ngôn ngữ thuộc những quốc gia tại Á Châu từ năm 1969. Bên cạnh sự hiện diện của ban quản trị, các nhân viên, cựu nhân viên, các thành viên của các ngôn ngữ, các bạn bè và bạn hữu xa gần của đài, buổi gặp gỡ còn có sự hiện diện của một số giám mục trong ban điều hành Ủy ban truyền thông xã hội thuộc Liên hội đồng giám mục Ái Châu, đứng đầu là Đức cha Roberto Malari, giám mục giáo phận Sanjo Philippines. Ngày gặp gỡ được cử hành với chủ đề Đài chân lý Ái Châu, từ truyền thông cũ sang mới. Chương trình được bắt đầu bằng thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Chủ tịch Malari chủ tế, đồng tế với Ngài là bốn giám mục và khoảng 20 linh mục thuộc các ngôn ngữ của đài. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Cha Malari mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng tạ ơn Thiên Chúa trong ngày đầy ý nghĩa này của Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu, đó là kết thúc chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn và bắt đầu chương trình trực tuyến toàn diện đồng thời cầu xin chúa thánh thần luôn đồng hành với đài trên hành trình mới trong việc thực thi sứ mạng loan báo tin mừng qua phương tiện truyền thông hiện đại cuối buổi gặp gỡ là nghi thức đầy xúc động đánh dấu việc ngưng phát thanh qua làn sóng ngắn để chuyển tiếp sang trực tuyến trên mạng internet và các phương tiện truyền thông hiện đại theo đó, sau 49 năm phát thanh qua làn sóng ngắn, kể từ mùng 1 tháng 7 năm 2018, các ngôn ngữ của đài phát thanh chân lý Á Châu từ Philippines, trong đó có chương trình tiếng Việt, sẽ không còn phát thanh các chương trình của mình qua radio với làn sóng ngắn nữa, mà sẽ phát thanh trực tuyến. Riêng với các chương trình tiếng Việt thì các tiết mục vẫn không thay đổi. Quý thính giả có thể nghe các chương trình tiếng Việt từ trang web của đài hoặc từ các ứng dụng dành cho thiết bị di động như máy vi tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ngoài ra, thính giả cũng có thể xem và nghe một số tiết mục của ban Việt ngữ trên các trang mạng xã hội như Facebook và YouTube.